Tiếp tục nha các em. Bắt đầu vào tiếp cái đề số 19 này, đề áp cuối. Câu số 1 nè, vào luôn nha. Câu số 1, đốt cháy hoàn toàn một cái amin đơn chức thì thu được CO2 và nước. Thì được CO2 và nước và N2 đúng chưa? Lấy số mol ra để lấy tỷ lệ thôi, đúng chưa? Câu này cũng dễ mà. Lấy số mol ra, 0,3. 0,3 nè, 0,075 đúng chưa? Nước 9,45 chia 18, 0,525. Rồi lấy tỷ lệ carbon với hydro trước đi. 0,3 chia cho 0,525 nhân 2 trong mặt nha. 2/7 thì suy được là C2H7 vậy thôi. Thực ra mình chỉ cần C với H là đủ rồi, đúng không? Đó cần tính nitơ. Câu số 2, thể tích dung dịch HCl tác dụng vừa đủ với anilin. Tác dụng vừa đủ với anilin và glycine. Rồi, câu này thì tính số mol thôi đúng không? 18,6 chia 93, 0,2 mol nè. 30 chia 75, 0,4 mol. Mà hai cái này đều có một nhóm là H2 cho nên tổng số mol hai này nó chính là số mol HCl ha. 0,6 được chưa? Số mol vậy thì thể tích HCl nó sẽ là 0,6 chia cho 2.5. Đó. 0,6 chia 2.5 nhanh mà đúng không? 240 ml của A. Câu số 3, kim loại M tác dụng với dung dịch HCl, H2NO3 đặc nguội. H2NO3 đặc nguội thì loại ngay nhôm sắt chrome đó nha, còn hai cái. Tác dụng HCl thì chọn A. Hình như trùng á, hình như trùng với một câu trong đề trước đó mình đã làm rồi á. Câu số 11, câu số 4 nè, kim loại tính dẫn điện tốt nhất là bạc ha. Bạc là tới đồng, rồi tới vàng, tới nhôm, tới sắt ha. Và đồng vàng nhôm sắt đó. Câu số 5, phân biệt acid amino acetic, tức là đây là glycine ha. Amino acetic tức là glycine đó. Chẳng qua là tên gọi khác nữa thôi ha. Lòng trắng trứng là protein nè. Protein ha, protein và glycerol. Vậy thì dùng COH2 được không? Nếu mà dùng COH2 á thì thằng này nó sẽ cho màu tím đúng chưa, và màu tím. Còn cái chất glycerol thì nó sẽ cho màu xanh đậm được chưa. Còn này thì nó sẽ glycine thì nó chỉ hòa tan bình thường thôi, chứ nó không có phải là màu tím hay màu xanh đậm. Đáp án mình nó sẽ là câu D ha. Thường là COH2 nó nhận biết được rất là nhiều thứ. Đúng ra cái đáp án này nó sẽ còn thiếu nữa nha, nó còn thiếu là môi trường OH trừ ở đây nữa cho nó chắc, được chưa. Câu số 6, sau một thời gian cho phản ứng giữa các cặp oxy hóa tử sau, dung dịch nhận thấy phản ứng giữa các cặp oxy hóa tử này tức là Zn cộng với đồng 2 cộng theo đúng quy tắc alpha. Ra được là Zn 2 cộng trong suốt, đồng 2 cộng thì màu à. Thằng này không màu trong suốt, thằng này nó màu xanh đúng chưa? Vậy thì nó sẽ làm dung dịch nhạt màu dần ha và có kết tủa. Rồi vậy nồng độ trong dung dịch, nồng độ Zn 2 cộng trong dung dịch tăng được chưa? Đó, còn đồng 2 cộng thì phải giảm chứ. Khối lượng kim loại thì nó phải giảm chứ đúng không? Tại vì nó 65 đi ra, 64 đi vào mà giảm chứ mới tăng ha. Khối lượng của đồng thì nó tăng lên chứ đồng đang ngày càng kết tủa nhiều lên mà. Câu số 7, ở điều kiện thường kim loại nào sau đây tác dụng với bột lưu huỳnh? Bột lưu huỳnh đó là vĩ ngân ha. Câu số 8, polymer điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Trùng ngưng thì mình loại những thằng trùng hợp ra. Đúng chưa? Đáp án mình đó là câu A. Câu số 9, hỗn hợp oxit thể tích oxy dùng chênh lệch thôi đúng chưa? 30,2 trừ 17,4 chênh lệch nhau là 12,8 gram chia cho 32 để được số mol O2 ha. 0,4 tương ứng với câu C. Câu số 10, các carbohydrate được cho được phản ứng tráng gương thì nó có cả group và glue, nhưng mà ta nói là có nhóm CHO thì mình loại group ra ha. Câu số 11, số chất tác dụng được với NaOH 1 2 3 đúng chưa? Loại hai này ra, đáp án mình đó là câu B. Câu số 12, probin là ba carbon, format là một carbon phía trước này đúng không? Đáp án mình đó là câu B. Câu số 13, dãy gồm các chất oxy hóa được kim loại sắt. Oxy hóa được kim loại sắt thì bỏ magie ra nha. Magie nó rất là yếu, magie 2 cộng rất là yếu. Kẽm cũng vậy, chrome nó còn lại càng yếu hơn nữa. Đáp án mình đó là câu A ha. Câu số 14, cho Al vào trong A là N2O mà sản phẩm tử duy nhất là vẫn còn E nữa ha. Hình như số này y chang luôn á. Số này giống y chang một cái đề phía trước của mình làm rồi á. Nhân 3 chia 8, nhân 2,4 lên. Thì V của mình là 1,512. Câu số 15, amin bậc 2 là chất khí. Amin bậc 2 thì là chất khí, mình chỉ có 4 cái amin thể khí thôi nhá. Metinamin, etinamin, dimetinamin và trimetinamin ha. Đáp án mình đó là câu C. Câu số 16, khi xà phòng hóa tribanmitin. Tribanmitin thì mình sẽ được là C15 đúng chưa? C15H31, nhưng mà ở đây xà phòng hóa tức là môi trường bazơ thì đáp án D nha. Được chưa? 15 là phân B à. 15B không được nha. Cái này không phải nha. Đây là tri, đây là dietin. Dietin là sai ha. Ok C nha. Chỗ này dietin thì nó là chất lỏng rồi. Câu số 17, để làm sạch ZnNO3 tất cả hai lẫn tạp chất
CQN độ 3 tất cả 2 và AG độ 3, tức là bỏ hai này ra được chưa? Nhưng mà không có nói là khối lượng kim loại hay là ion dung dịch thay đổi gì hết chứ, đúng không? Thì cứ cho kẽm vào thôi, kẽm đẩy hết mấy kia ra, nhúng một thanh magie vào dung dịch FeNO3 tất cả 3 là 0,2 mol nè. Sau một thời gian thì lấy kim loại ra cân lại thấy có lượng tăng 0,8, số gam magie đã tan vào trong dịch. Khối lượng tăng khi mà sắt nó kết tủa đúng không? Khi sắt nó kết tủa. Vậy thì đây mình có thể viết sơ sơ đi Fe cộng với Fe3 cộng. Vì nó có sắt kết tủa cho nên F trong dung dịch của mình nó chỉ có sắt 2 thôi ha. Đương nhiên là sẽ có magie 2 cộng tan ra rồi. Rồi bây giờ tụi em đặt nè. À, ban đầu là 0,2 đúng chưa? Các em cứ đặt XY vào đây. XY vào đây. Cần ta. Thằng này X thì này 0,2 trừ X chứ cần gì XY đúng không? Rồi magie 2 cộng của mình là nhiêu? Bỏ thằng E đi, đúng không? Bỏ thằng E đi. Magie 2 cộng thì nó sẽ làm cho nó sẽ sinh ra cho là thằng này sắt nó đang giảm một nè. Sắt này giảm tới 3 lần. Còn magie này tăng tới 2 nè, phần tăng và phần giảm nữa. Đúng không? Tức là E nhường mà E nhận đó, E nhường mà E nhận. Thì số mol E nhận đúng không? Số mol E nhận chỗ này nó sẽ là X cộng với 0,2 ha. Đây nè. X cộng với 0,2 trừ x nhân 3 đúng chưa? Đây là số mol e nhận thì nó sẽ bằng số mol e nhường luôn chia 2 để được magie ha. Đem vô đây. Thì mình sẽ được là 0,1 nó có 0,3 chứ đúng không? 0,3 trừ 1 trừ 3 là 2, 2 chia 2 là 1 đúng không? Đây. Rồi, số gam magie đã tan vào thì mình phải tính cho được magie 2 cộng đúng chưa? Rồi, bây giờ nè. Cái khối lượng tăng khi mà phần kết tủa nó nhiều hơn phần số mol sắt kết tủa, nó khối lượng sắt kết tủa nó nhiều hơn khối lượng của magie tan ra đúng chưa? Vậy là 0,2 trừ x nhân với 56 là khối lượng sắt kết tủa nè. Trừ cho cái phần magie tan ra chính là phần khối lượng tăng lên, đúng chưa? Thì nó sẽ bằng là nhân 24 nha, nhân 24 nha. Nhân 24 thì mình sẽ bằng là 0,8, từ đây tính được x ha. 0,2 trừ x nhân 56 nhân 56 trừ 0,3 trừ x nhân với 24 bằng 0,8, xong ra ha. 0,1 được chưa? X của mình bằng 0,1. X mà ra 0,1 rồi thì magie tan vào nó chính là 0,2 đúng chưa? 0,2 nhân 24 tức là 2. 0,2 nhân 24 là 4,8 đúng không? Cụ B. Câu số 19. Đốt kém hoàn toàn triolein CO2 bằng nước. CO2 bằng nước là sai đúng không? Nó nhiều hơn 1 ly kết bi mà. Nó có 3 ly kết bi thì CO2 trừ nước nó phải bằng 2 lần số mol triolein mới đúng. Ừ, sô tô với Long Vũ ha. Rồi, chỗ này nè. Đó. Chỗ này thì nó phải là CO2 nó phải lớn hơn nước nha. Glucose bị hủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzyme. Glucose thì làm sao mà hủy phân được đúng không? Ở đây nó phải là từ 2 mắt xích trở lên nó hủy phân. Hủy phân vinyl format thì thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc, đúng rồi đúng không? Một cái là acetan để hít, một cái là ở đây hủy phân trong môi trường gì thì không nói, thì có thể là muối nhưng mà dù sao cũng là của gốc format đúng không? Câu D. Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch, chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt một cái màu xanh, một cái màu đỏ, một cái không đổi màu, đúng giờ được mà đúng không? Rồi thì câu này câu C cũng đúng luôn đúng không, đều được hai sản phẩm. Câu E, aniline tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dịch NaOH. Tan ít trong nước đúng rồi, tan tốt trong NaOH là sai nha, tan tốt trong HCl kìa, tại vì khi vào HCl nó sẽ thành dạng muối muối và nó sẽ tan tốt đúng chưa, cho nên câu này của mình nó là câu sai luôn. Câu F, cho hai chất hữu cơ đơn chức hoạt hở có cùng công thức là C3H6O2. Có hai chất à? Đơn chức nha, đơn chức có nghĩa là có một loại nhóm chức. Chưa, sai chắc rồi. Tại vì mỗi este thôi nó đã có hai rồi đúng không? Mỗi este thôi đã đủ hai rồi, vậy thì thêm axit rồi nữa là sao, đúng không? Đó, este thì đã đủ hai này rồi. Vậy thì axit của mình nó chính là C2H5COOH đó. Thế như thế này thì nó có ba chất mất đúng không? Vậy ba chất, đơn chức tức là este, este hoặc là axit mà đúng không? Đơn chức. Được chưa? Đơn chức có nghĩa là có một nhóm chức thôi. Vậy thì câu F của mình nó là câu hai chất hữu cơ, ba chất hữu cơ đơn chức nha. Vậy câu F là câu sai. Đáp án mình nó là câu A, C với D ha. Câu A. Được chưa? Câu số 19 là câu A. Câu số 20, hòa tan kẽm vào 13 chia 65 ha. 13 chia 65 0,2 mol. 0,2 mol. Y chang câu lúc nãy nhôm nữa đúng không? Bảo toàn E rồi. Khoan, không không giống rồi. Ở đây thì ta nói là không nói N2O được sản phẩm tử duy nhất thì mình nghĩ ngay là có N4 đúng chưa? Thì mình sẽ lấy nè ZnNO3 tất cả 2 và NH4NO3 đúng chưa? N4NO3 đó, trong đó ZnNO3 tất cả 2 chắc chắn là 0,2 rồi, mình dùng bởi tàu E để tính NH4 trước đã. ZN thì nó nhường 0,4 mol đúng chưa? 0,2 nhân 2 đó
trừ cho số mol n2 nhân 10 đúng rồi, 0,002 nè. Trừ cho 0,02 chứ không có số 0 nữa. 0,02 thôi. 0,02 nhân 10 nha. Rồi tất cả chia 8 xuống mình sẽ được là 0,025. Rồi bây giờ mới nhân lên nè, 0,025 nhân 80 cộng 0,2 nhân 189. Đáp án mình nó là 39,8. 39,8 là câu D ha. Nhớ là còn thiếu cái nợ 4 nữa. Thường những kim loại mạnh như là kẽm thì mình cũng tính luôn cái kim loại mạnh nha. Câu 19 ý A sai à? Ừ sai mà. À tự nhiên sai mà lại đánh dấu tích. Đúng không? Nãy nói sai mà. CO2 nó phải lớn hơn số mol nước đúng chưa? Mà tự nhiên đánh dấu tích. Đánh dấu ít mới đúng không? Em phải đánh dấu ít vào nha. Rồi câu 19 của mình nó là câu C ha. Được rồi, đúng rồi ha. Ý A sai. Tự nhiên đánh dấu tích vào đó. Đó. Cái miệng mình nói là CO2 lớn hơn nước mà mình lại cho cái ý đó đúng. Rồi mình lại qua tiếp câu kia luôn ha. Đó, đi thi nó có những cái sai ngớ ngẩn kiểu vậy đó. Cho nên đọc đề lại, dành thời gian đọc đề lại một lần nữa nha. Sau mà sau khi mà kem chốt đáp án trong cái tờ phiếu đáp án xong rồi á, lướt lại xem những cái câu lý thuyết cái đã. Lý thuyết là dễ kiểm tra nhất, được chưa? Còn bài tập khó kiểm tra lắm, bài tập kiểm tra thường là làm xong là xong luôn rồi. Không ai mà kiểm tra được cái bài tập hết đâu. Nhưng mà lý thuyết thì mình kiểm tra lại được ha. Câu số 21. Kết quả thí nghiệm của XYZT với các thuốc thử như thế này. Quỳ tím hóa xanh, ít làm quỳ tím hóa xanh thì loại anilin nè. COH2 làm môi trường có màu tím thì nó sẽ là protein đúng không? Loại anilin luôn. Cho Ag(NO3) vào đun nóng thì nó sẽ kết tủa. Kết tủa thì glu chứ anilin sao được đúng không? Đáp án mình đó là câu C. Câu số 22, trong phân tử dioxide mạch hở có hai liên kết peptide. Dioxide thì phải có một liên kết peptide chứ đúng không? Tất cả peptide đều có phản ứng tham gia thủy phân. Đúng rồi, tất cả đều thủy phân hết. Tri có phản màu đúng rồi. Ở đây đúng là phải nói là trong môi trường OH trừ nữa nha. Câu D, protein đơn giản được tạo thành từ các gốc alpha amino acid. Đơn giản chính xác, chỉ nào phức tạp thì nó có những thành phần phi protein. Muối, phenylamine chloruro không tan trong xay rồi, muối mà muối thì đa phần tan trong nước thôi. Đây là muối hữu cơ nữa, đây là muối amoni nữa, này là tan rất tốt trong nước nữa. Nó là C6. Là C6H5 NH3 tức là axit hóa anilin nên nó mang điện tích dương dương và âm như thế này thì nó sẽ phân cực rất là tốt và nó tan tốt trong nước. Thì số phát biểu sai của mình nó là à sai nha, đọc kỹ nha. Số phát biểu sai có bạn nào quanh câu A không? Câu hai chắc là có bạn quanh A rồi đó. Câu D nha đúng không? Người ta hỏi là số phát biểu sai. Được chưa? Câu 23 nè. Amino acid phân tử chứa hai loại nhóm chức 0,1 mol ít tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH. Vậy suy được ít của mình nó có hai nhóm COOH cái đã đúng không? Rồi thu được 17 gram muối, vậy tức là nó là mình cứ để cái chữ R đi ha, nếu mình phân tích chữ R sau. Muối của mình có dạng RCO Na, đúng chưa? RCO Na hai lần. Từ đây thì em suy ra được cái số khối lượng của nó đúng không? 177 nè, trừ cho hai gốc 67 trừ hai gốc CO Na ra thì gốc R của mình nó bằng 45. R bằng 45 thì có thể là NH2 trước đi, trừ 16 ra thì mình còn là 27 C2H3 được đó, được chưa? R là như thế này thì được ha. R của mình C2H3 thì ok đó. Bây giờ nè, từ đây mình sẽ suy ra được cái ít của mình nó sẽ là như thế này ha. NH2 C2H3 tức là nó đang là đồng đẳng của gì? Nó đang là đồng đẳng của glutamic đó, glutamic là C3H5 CnH2n cộng 1 đó. Thì đoạn giữa này cũng là CnH2n cộng 1 thì suy ra được nó là đồng đẳng của glutamic ha. Rồi số nguyên tử hydro có trong phân tử ít 2 cộng 3 là 5, 5 cộng 2 là 5 cộng 2 là 7 đúng không? Đáp án mình đó là câu A. Câu 24, triolein tác dụng với hydro thì mình được là tristerin ha. Tristerin thủy phân thì được muối natri stearate cộng HCl thì quay trở thành là axit stearic ha. Câu này là câu B. Đúng không? Hỏi Z đúng không? Hỏi đúng rồi đúng không? Câu số 1. Câu 24 câu nãy giờ có gì thắc mắc không em? Còn câu nào mà để làm nhanh quá có số liệu nó sai không? Có bạn nào ra số khác này không? Mình làm thì kiểu gì cũng phải có sai sót thôi đúng không? Trừ khi mà các em kỹ tới mức độ mà làm câu nào chắc câu đó lúc mà luyện đề á, tức là làm 5 câu á. Có cái lúc mà luyện đề này sẽ nói sau ha. Mình làm 5 câu rồi mình quay trở lại mình check một lần, sau đó mình sẽ đảo tiếp 5 câu tiếp theo rồi mình check một lần kiểu vậy đó. Thì mình sẽ rất khó sai sót ha. Còn khi mà mình đang làm như này mình làm một lèo cái này rất dễ, rất dễ, lâu lâu bị sót một câu. Kiểu như vậy. Các em xem thử coi có số nào khác không? Ổn đúng không? Còn bạn nào thấy cái số nào sai thì nói này nha. Có thể đâu có thể nào là làm đúng hết được đúng không? Kiểu như mình đọc đề đó mà mình tự nhiên mình để khoanh khác cái suy nghĩ của mình. Rồi câu số 1 nè.
Viết phương trình phản ứng chứng minh sự ảnh hưởng của nhóm NH2 đến vòng benzen trong phân tử anilin. Ở đây này, tức là NH2 nó làm gì cái vòng benzen? Nó truyền E trong vào, đúng không chưa? Nó truyền E trong vào để nó hoạt hóa ba vị trí 2, 4, 6 mà mình kết tủa là tri-brom anilin, đúng chưa? Thì phương trình đó là phương trình này nha. Phương trình tác dụng với brom đó, đúng không? Tác dụng với brom. Còn khi nào mà ta hỏi á, những cái phương trình nào là phương trình chứng minh ảnh hưởng của vòng benzen với anilin á, thì mình sẽ nói là mình sẽ tìm cái phương trình mà chứng minh nó yếu hơn, cái tính Bayesian của nó còn yếu hơn cả NH3, được chưa? Nó yếu hơn NH3 tại vì nó bị rút E đó, được chưa? Còn bây giờ là vì nó được nitơ nó bị rút E, nhưng mà là nitơ truyền thêm E trong cho vòng benzen, đúng chưa? Và hoạt hóa ba vị trí 2, 4, 6 và nó sẽ kết tủa vào đúng ba vị trí đó, đúng không? Đây NH2 ba vị trí là brom ở đây, hai nè, bốn nè, sáu nè, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ được cái tủa này cộng với 3 HBr ha, 3 HBr. Cái tủa màu trắng nha các em, nhắc lại là cái tủa màu trắng nha. Câu số 2, viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho hai amino propanonic. Hai amino propanonic đây nè, cái chất này vẽ sao? Propanonic là CH3 nè, C nè, COOH, đúng chưa? Đúng chưa? Propan là ba carbon. Sau đó thì mình sẽ gắn thêm một nhóm amino vào nhóm carbon số 2, đúng chưa? NH2. Đó, mình thêm H vào đây. Và đây có phải là alanin không? Đúng chưa? Nó là alanin, tên gọi khác của alanin thôi. Được chưa? Vậy bây giờ cho tác dụng với CH3OH mà có mặt khí HCl bão hòa tức là nó rất là đậm đặc luôn á, đậm đặc cái mức độ không thể nào thêm được nữa đó. Thì bây giờ ý là nó sẽ cộng luôn cả axit vào nha. Đây là quá trình ester hóa. Đầu tiên mình sẽ xảy ra quá trình ester hóa thôi. HCl lúc đầu đóng vai trò xúc tác. Đúng chưa? Đóng vai trò xúc tác để nó axit hóa, nó được ester hóa cái đầu này thành là COO CH3 tách một nước ra, đúng chưa? Nhưng mà sau đó HCl nó axit hóa luôn cái đầu NH2 thành là NH3Cl ha, nên thêm điện tích vào. Rồi câu số 3. Viết công thức cấu tạo, à chỗ này nhớ lên tơ độ nha các em, nhớ thêm tơ độ nha. Câu số 3, viết công thức cấu tạo và tên gốc chức của amin bậc 2. Viết công thức cấu tạo và gọi tên gốc chức của amin bậc 2. Đây amin bậc 2 thì nó sẽ là có lại nhóm NH, đúng chưa? Nó bị thay thế bởi hai hydro rồi. Đó, vậy tên gốc chức của nó là gì? Gốc chức có nghĩa là gồm phần gốc và phần chức, thì gồm gốc hydrocarbon và chức amin, đúng chưa? Thì đây có hai gốc hydrocarbon. Một gốc là etin, một gốc là metin, đúng chưa? Một gốc là metin. Thì mình đọc là etin trước nha, tại vì mình ưu tiên theo bảng chữ cái chữ E đứng trước chữ M ha. Vậy là etin. Rồi mới tới metin, rồi mới tới amin nha. Được chưa? Etin, metin, amin, được chưa? Đây là tên gốc chức. Còn tên thay thế là khác nha, thay thế là nó sẽ là N-metin etan-amin, được chưa? Câu số 4, cho sắt tác dụng lần lượt với những cái này, viết phương trình vẫn xảy ra. Rồi dễ rồi đúng không? Fe cộng H2 đúng loại. H2 đúng loại thì ra được là Fe đúng 4 và hydro xong. Fe cộng với CuNO3 tất cả 2. Cộng với CuSO4 chứ. Được là FeSO4 và Cu kết tủa. Fe cộng với Fe2 đúng 43. SO43 thì được là 3 Fe SO4, đúng chưa? Rồi AgNO3 thì Fe AgNO3 dư mà thôi, mình viết luôn gộp luôn quy trình lên là sắt 3 luôn nha. Dư rồi thì cứ đẩy lên sắt 3 thôi, Fe NO3 tất cả 3 và 3 Ag kết tủa ha. Rồi vậy thôi. Câu số 4 đó. Câu số 5, nêu phương pháp tổng hợp. Viết phương à không viết phương trình, tổng nêu phương pháp thôi. Polybutastyrene DN tức là đây là cao su Buna-S, đúng chưa? Vậy thì đây là phương pháp đồng trùng hợp nha, đồng trùng hợp. Cái đầu tiên ha, PS nè. Ở đâu có cao su Buna-S chứ? Cao su Buna-S. Hoặc là em viết cái tên y chang trên kia nha, đồng trùng hợp. Còn tơ lắp san là trùng ngưng nha các em, trùng ngưng chứ đừng viết đồng trùng ngưng nha. Đừng có viết là đồng trùng ngưng mà viết là trùng ngưng nha. Không có khái niệm đồng trùng ngưng ở đây, được chưa? Chỉ viết chữ trùng ngưng thôi, chỉ viết chữ trùng ngưng thôi nha. Đừng có viết, bạn nào viết đồng trùng ngưng là có thể bị trừ điểm đó. Không mà chắc là cũng ít, ít thầy cô trừ chỗ đó. Câu số 6, ngâm một đinh sắt nặng 10 gram vào dung dịch CuSO4 sau phản ứng thì lấy đinh sắt ra. Lấy khối lượng đinh sắt nặng, thấy khối lượng nặng hết 1,16 gram, xác định giá trị của M. Rồi, bây giờ viết phương trình thôi đúng không? Fe cộng với CuSO4 ngâm đến khi phản ứng xong. Đến khi phản ứng xong tức là phản ứng hoàn toàn đúng không? Tức là có 0,02 mol này thì sắt nó sẽ tan ra 0,02. Được chưa? Tan thành dạng muối 0,02 mol sắt nằm trong dung dịch và Cu kết tủa là 0,02. Rồi vậy ban đầu không biết mấy gam, 10 gam đúng chưa?
tan ra là trừ cho 0,02 nhân 56, đồng bám lên thanh sắt là cộng thêm 0,02 nhân với 64 mình sẽ được là 1,16 gam. Đó. Từ đây mình sẽ suy được M ha, M bằng. Một luôn, bằng đúng một. Rồi câu số 7. Gì vậy? Anilin cộng HCl được em, xem lại phần amin cơ bản nha. Amin cơ bản thì đã vẽ cái đó rồi nha. Câu số 7, một alpha amino xít ít chứa một nhóm amin và một nhóm carboxin. Một nhóm amin và một nhóm carboxin thì các em có thể viết phương trình theo kiểu là chỉ ghi đáp số thôi ha. Ồ đây hỏi chỉ ghi đáp số thôi. Câu này tự luận chứ được ra nó dễ đúng không? Chỉ ghi mỗi đáp số. Thôi mà thôi mình cứ trình bày ra đi ha cho nó quen. NH2RCOOH. Đúng chưa? Cộng với HCl thì mình sẽ thu được là ClNH3 đúng chưa? ClNH3. ClNH3 cộng nè R và COOH. Các em lấy là chênh lệch khối lượng để tính được số mol HCl ha. Số mol HCl nó sẽ là 3,8375 trừ cho 2,925 chia cho 35.5 đúng không? 36.5 chứ. Đây là dính nguyên cái HCl vào mà. Mình sẽ bằng 3,8375 trừ 2,925 chia cho 36.5 mình sẽ được là 0,025 ha. Rồi xác định số nguyên tử hydro trong ít thì suy được M của ít rồi đó. M của ít nó sẽ bằng là 2,925 chia cho 0,025. 2,925 chia cho đây nó sẽ là 117. 117 thì suy được đây là vanlin đúng chưa? Thì số nguyên tử hydro vanlin nó là C5 đúng không? C5H11N NO2 thì suy được số nguyên tử hydro nó bằng là 11. Được chưa? Thông tin thì em cứ vẽ ra. CH COOH đúng chưa? CH rẽ hai nhóm CH3 đúng chưa? CH3. 7 7 cộng 4 11 chính xác rồi. Được chưa? Ảnh hưởng của NH2 đến vòng á hả? Ảnh hưởng của NH2 đến vòng mà cộng HCl là sai nha. À ý của bạn là cái phương trình đó các em viết phương trình anilin tác dụng HCl được không? Thì là không nha. Đó cái câu đó đó. Câu này là câu số 1 là nếu mà em viết phương trình là anilin tác dụng HCl thì đó chẳng qua là chứng minh tính bazơ của một anilin thôi, đúng chưa? Chứ không liên quan gì tới vòng benzen cả. Những amin khác nó không có vòng benzen, nó vẫn phản ứng bình thường. Ở đây người ta nói là ảnh hưởng của NH2 đến vòng benzen hả? Đến vòng benzen thì nó phải phản ứng với cái vòng benzen chứ, đúng không? Tức là ảnh hưởng của NH2 tới vòng benzen tức là nó so sánh với những thằng mà không có vòng benzen, được chưa? Ví dụ như là benzen mà cho vào dịch brom tức là không có nhóm NH2 đó thì nó sẽ không có phản ứng này xảy ra. Được chưa? Nhưng mà khi có nhóm NH2 thì nó xảy ra, tức là đó là ảnh hưởng của nhóm NH2 gì nữa, được chưa? Đọc kỹ đề nha. Được chưa ạ? Câu số 1 được chưa các em? Phần tự luận có gì thắc mắc không? Ok ha, hiểu rồi đúng không? Ủa nhanh vậy. Chưa tới nửa tiếng xong rồi đúng không? Mới có hai mấy phút. Nhanh ha. Qua luôn được chưa các em? Có phần nào còn thắc mắc không? Có bạn nhắn gì đây? Có bạn nào thắc mắc câu nào không? Thì nói lại câu magie với PnO3 hai lần hả? Ba lần chứ. Câu này hả? Ở đâu rồi? Câu số mấy em? Câu số 18 đúng không? Đây nè. Sau một thời gian lấy ra tức là chưa chắc magie đã phản ứng hết nha. Cái câu này nó có một cái vấn đề chỗ này là sau một thời gian. Có nghĩa là có thể có magie dư, được không? Có thể là có magie dư. Nhưng mà magie dư người ta rút cái thanh magie ra rồi thì nó sẽ không tiếp tục phản ứng với sắt 2 nữa. Nhưng mà vì khối lượng thanh magie tăng, được chưa? Tức là cái sắt nó đi ra rồi thì nó mới bù lại khối lượng của magie đi ra đó, đúng không? Sắt nó đi bám vào trên thanh magie nó nhiều hơn lượng magie tan ra. Cho nên nó mới làm cho khối lượng tăng. Cho nên mình biết là sẽ có cái tổ sắt ở đây.
có cái tủ sắt thì trong dung dịch không thể nào còn sắt 3, tại vì nếu còn sắt 3 thì tác dụng với sắt mất, cho nên nó sẽ là chỉ có sắt 2 thôi, được chưa? Đó, từ đây các em đặt ẩn thôi. Đặt ẩn của cái đặt ẩn sắt 2 là ít, đặt ẩn sắt 2 là ít thì mình sẽ suy ra được bảo toàn nguyên tố sắt ha, tổng sắt ban đầu trừ cho ít thì mình được thằng này nó là 0,2 x, được chưa? Mình được thằng đó là 0,2 x, có 0,2 x rồi thì cái dụng gì đó ra này, cái này là bảo toàn e này nha các em. Mình xem như sắt ban đầu là dương 3, đây này, ban đầu là sắt dương 3 hết chứ không, chia thành hai loại sắt, chuyển xuống sắt 0 và chuyển xuống sắt sắt 2, đúng chưa? Khi mà chuyển xuống sắt 2 thì nó giảm 1, chuyển xuống sắt 0 thì nó giảm 3, tức là nhận 3 e trong và nhận 1 e trong đó. Thì đây là phương trình bảo toàn e nè, được chưa? Đây là phương trình bảo toàn e suy được số mol magie tan ra ha, được chưa? Đó, cứ thế mà các em lắp vào, lấy khối lượng sắt kết tủa nó nhiều hơn khối lượng của magie tan ra, cho nên mình lấy sắt trừ cho magie thì đó chính là phần phần tăng lên của kim loại, được chưa? Các bạn khác được rồi hết đúng không? Rồi qua luôn nha các em, qua luôn đề tiếp theo đây, đề cuối cùng, đề số 20 rồi, đề cuối cùng trong tổng số 20 đề của mình.